Đây là hồng tỉ muội nha các bạn, hồng tỉ muội màu đỏ. Rất là đẹp luôn, ở làng Wasadet. Có rất là nhiều loại hồng, trong đó có hồng tỉ muội nha các bạn. Rất là đẹp. Rồi ai mua liên hệ Hùng Thi 0918708965. Rất là đẹp nha các bạn. Hồng tỉ muội màu đỏ. Rất là đẹp nha các bạn. À. Rất là đẹp nha các bạn. Có mua hồng các loại vui lòng liên hệ Hùng Thi 0918708965. Hồng tỉ muội.